寂寞呀，让酒酒斟，多酿我给。寂寞呀，让酒偷杯酿后多斟，偷杯酿我给，后双高转醉，酒酿忘之路窄。 寂寞呀，让酒偷杯多酿一半。寂寞呀，让酒偷杯红高粱啊，偷杯酿一半，忘记酿转账，你要被路吃完。 哦，只叫鸟多真，在到处给转着自然。老鸟路旁旁等人啊，老只刚下叫鸟多真。 在大院鸟中那种枝，老鸟路窄寂寞给根，在鸟中那么寂寞错，老鸟路窄莫路说落，老容之就头鸟不多窄。 寂寞呀，让酒偷杯弄路花开。待望之孙了，杯莫给江山，月到月清清茶。 哦，只叫鸟多真，在到处给转着自然。老鸟路旁旁等人啊，老只刚下叫鸟多真。 在大院鸟中那种枝，老鸟路窄寂寞给根，在鸟中那么寂寞错，老鸟路窄莫路说落，老容之就头鸟不多窄。 我辈都只愿诉人家，我。
lưu chào nề hà. Ê mà lưu tua chê nơ nô phi trao hoa chư bùa nữ tu. Bùa lưu chào trao chôn chênh tua ua kê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
จะลอเปกาวาจินบุซิยาตาลอมาปะเจลาจาจะลอเปหาจือเยซูโอ้เปหุงเกาลวนจีดูนอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอลอเปจอนเจงตัวเปหาจือเยซูจะลอเปหาว่าจืนบุษิยาตาลอมาปะเจลาจาจะลอเปหาจือเยซูโอ้เปหุงเกาลวนจีนูนอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอจะเปจอนเจนตัวเปหาจือเยซูโอ้เปหุงเกาลวนจีนูนอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอจะเปจอนเจนตัวเปหาจือเยซูยอลูชาจะเปจอนแทงตัวเปหาชื่อเยซูเปหูเกาลวนจีนูนอเปมัวลูตัวเจยอลูชาจะเปจอนแทงตัวเปหาชื่อเยซูเปหูเกาลวนจีหูเกาหูเกาลวนจีหูเกาหูเกาลวนจีหูเกาหูเกาลวนจียาเปียกัวหนึ่งโอ้ว่าจีรองเตี้ยเตี้ยจีหยอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอเปตัวหัวเกก็ว่าจีจอลูจะลอเปหาว่าจืนบุซิยาตาลอมาปะเจลาจาจะลอเปหาจือเยซูโอ้เปหุงเกาลวนจีนูนอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอจะเปจอนเจนตัวเปหาจือเยซูจะลอเปหาว่าจืนบุซิยาตาลอมาปะเจลาจาจะลอเปหาจือเยซูโอ้เปหุงเกาลวนจีนูนอเปมัวลูตัวเจยอลูเธอจะเปจอนเจนตัวเปหาจือเยซูจะลอเปหาว่าจืนบุษิยาตาลอมาปะเจลาจาจะลอเปหาจือเยซูโอ้
chế do lu thơ đó về chọn dành của về hỏi Chúa Giêsu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa tại khu vực huyện Đắk Cù Rông. Chào toàn thể quý tín hữu, chúng ta cảm tạ Chúa. Chúa cho chúng ta một ngày mới, Chúa cho chúng ta có cơ hội cảm tạ Chúa để bước vào nhà mới, nhà sinh hoạt của điểm nhóm. Trong thời giờ này, thay mặt cho Hội Thánh có đôi lời chào mừng và giới thiệu, kính mời ông Giàng Xeo Sừ lên đây để giới thiệu chào mừng quý đại biểu. Mời ông. Thưa quý vị sư lãnh đạo giáo hội, thưa quý vị sư truyền đạo cùng toàn thể quý con gái Chúa, thưa quý vị chính quyền và quý vị thân quý có mặt hôm nay, tôi xin thay mặt đại diện tất cả tại thôn 6 xã Đồng Năm xin gửi lời chào mừng đến quý vị đã dành chút ít thời giờ quý báu đến dự buổi lễ cảm tạ Chúa sáng nay. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu về phía giáo hội. Lần sư đi trên đêm đêm của Liên Hồng Hiệp Hội thành phố tỉnh Đắk Nông có bóng mặt ở đây xin mời sư về đây. Tiếp theo là lần sư Diệu Phi Diệu Hoa Đại Diện tỉnh Đắk Nông có bóng mặt ở đây xin mời sư. Oh,
đại diện đến toàn thể cầu nguyện thánh lễ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ lời khen của Chúa Trời cao cả. Chúng con cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời mà chúng con hằng thờ phượng và tôn thờ là Đức Chúa Trời nên trời đã muôn vật. Do đó là lời nguyện của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa cho dù con người của chúng con từ thời xưa đã phạm tội cùng với Chúa. Chúa ban phước cho chính mình
xin Chúa ở cùng hết thảy tất cả các chương tiết mục trong chương trình của chúng con trong buổi sáng này. Nguyện xin Chúa ở cùng từ cuối giờ đầu cho đến giờ cuối, và ở trong đền này cũng như ở ngoài, xin Chúa ban phước chứa dẫn trên mỗi một chúng con, hầu cho chúng con ra về không có một cái sự trống không, mà chúng con đầy đáp lời của Chúa, khích lệ mỗi một chúng con. Con cảm tạ Chúa vô cùng. Thì giờ này con nhớ phó chương trình còn lại trong cánh tay quyền năng của Chúa, và thành tâm hết lòng cầu nguyện nhân dân Chúa Jesus Christ. Amen.
được dâng lên Chúa là cảm tạ vì Chúa là đấng toàn năng. Thì giờ này chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa được tuyên đọc qua con cái của Chúa là anh Ông và Na Báo. Anh Báo sẽ đọc lời Chúa trong Kinh Thiên 122 từ câu 1 cho đến câu thứ 9 như của lấy tôi đã thông báo. Chịu lo bây chân chân, bây giờ lo lỏng nông và chúng ta dùng câu hiện tại. Nhớ đó còn nắng con của bạn chú trong những buồn này có bao về ý một đàn người chua và sự đẹp về trong đã là biết được thay cho đến quá vô cùng nhận vô cùng mong tổ tiên. Chúng ta sẽ lắng lòng nghe lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ để lời Chúa ghi khắc vào lòng của chúng ta. Xin kính mời ông và Ma Báo lên đây để tuyên đọc lời của Chúa. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên để lắng nghe lời của Chúa. Lời Chúa Kinh Thiên 122 câu 1 đến câu 9 xin được đọc tiếng mẹ đẻ. Tôi chứ của dòng xa thò của dự của hạ tạ để trả lời mong cho hố của chủ tư nước chế Jerusalem nếu nó bên nhau là nó là bên tâm bảo sáng lời còn để dùng làm sang hữu Jerusalem ra lúc dòng từ luật sử khu đô chát dòng xa chuộc hào hẹn do lúc trao từ tế bê sẻ Jerusalem của chồng lô kỳ. Tôi chú, qua tôi chú trò, nói lên người bảo sản phụ thuộc qua lợi. Kháu nhỏ, giờ lúc dù chú, tôi cháu dì, cháu dì sản về, tình văn chú, nhau chán sử cho cháu bị sẻ. Tháu văn chú, ba lưu trồng dù sản về, một mùa thủy thang dên, để nói, tháo của cháu tôi mê từ lúc cao một thủy bản mê, lời em bảo mê. Tháo của một thủy thang dên, nhau sang hồ cầu cùng trái dây hát tê khí dục khí kèo sát nhau hồ cầu lưu đồng tôi dọc xa cho tê cứ cú tê cứ tì hát tê cùng dù mà cú xa hạ cầu lưu cho dù xa lệ hạ tà tháo hồ cầu nhau kèo sát hồ tôi dọc xa cho sổ hồ chứ cứ dọc bê tù văn chú lưu chế mà cú xa tháo và chú tăng cầu cao hơn chú tăng lên à, xin thề để nghe lời Chúa được ra là trân trọng kính mời một sư dê ủy viên và phụ tôn và phụ tinh lành tỉnh Đắk Nông đến và đàn để ban phát lời của Chúa. Lạy Chúa cha thiên hiệu chúng con, ta bất ngại hãy đưa được chúng con đến đây, chúng con được ngồi trên nhà Ngài trong sáng hôm nay. Thật là vui vẻ và phước hạnh chúng tôi. Trong kỳ giờ này, trước khi chúng con sẽ dâng và lạy cảm tạ ngôi nhà mới khang trang này lên ban ơn Chúa Trời của chúng con. Con xin để xin Chúa lên Ngài ở cùng con ban phước chúng con để con công bố lời của Ngài trong buổi sáng hôm nay cho Hội Thánh của Chúa một cách mạnh mẽ và giản dị, tự do mọi bề từ Chúa Thánh của Ngài. Xin Chúa hành động vào một chúng con trong buổi sáng hôm nay. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin được thay chúng ta đồng mời. Và cảm ơn Chúa vì trong buổi sáng hôm nay chúng ta rất là vui mừng và tạ ơn Ngài. Chúa đã ban ơn và ban phước cho Thánh Chúa để tại đặc án này để có lễ cảm tạ. Đây là một nhà mới được xây cất. Tôi thiết nghĩ rằng, tôi nghĩ mà là trong đầu tôi thôi, tôi nghĩ là nhỏ, nhà người nó nhỏ thôi. Một số chấp sự đến nhà người nó nhỏ thôi, một số người ơi. Nhưng mà tôi đến đây, cảm ơn Chúa, Chúa cho ban ơn và thấy Chúa đây còn là rộng quá. Ngay cả chiều rộng, ngay cả chiều dài mà rất là khang trang đẹp đẽ. Mà nó thật với quý vị, nếu mà thành phố mà kiến như ở đây như cái gì gỗ này thì nó rất là khó. Có khi chúng ta nói là xây không có xây một sự hơi làm cái gỗ thôi mà gỗ này nó thật là quý lắm như vậy đấy. Tập ở đâu đó nếu mà lấy cái gì chắc bị bắt đi chơi không cần thì dễ nhưng mà nó có gỗ kia bây giờ đó thì ta cảm tạ ơn Chúa để trong buổi sáng hôm nay thay cho ban sự sống hội tin
và chào năm và tất cả hội thánh con tay Chúa tại đây, và cảm ơn để các chính quyền địa phương tại đây đã tạo điều kiện ưu ái để cho hội thánh Chúa do là hợp đồng cũng là nhà mới chuyển nơi sinh hoạt mới hoặc là hợp đồng. Nhưng đối với thực tế của chúng ta có nơi sinh hoạt hợp đồng của Chúa Trời, đó thì chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng, bởi vì bây giờ một nơi thờ phượng cho con dân Chúa một cách trọng đại hơn, đó là chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Đó là lý do buổi sáng hôm nay để chúng ta có thể cảm tạ và dâng lên Đức Chúa Trời ba ngôi vì những gì chúng ta đã làm. Và thưa anh Chúa, buổi sáng hôm nay với chủ đề là vui đến nhà Chúa, trong Thi Thiên 122 câu 1 đến câu 9 và câu gốc là Thi Thiên 122 câu 1. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Chúa Trời. Thi Thiên 122 câu 1. Và thưa hội thánh, cảm ơn Chúa thì chúng ta có được một cái ngôi nhà mới này rất là khang trang và đẹp đẽ. Không biết là thì tôi không biết bề dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ thiết kế này cũng là tương đối là rộng lắm. Và Chúa đã bắt đầu ở đây chúng ta có một cái lễ cảm tạ để chúng ta có một cái ngôi nhà mới này khang trang đẹp đẽ để chúng ta chứng minh Đức Chúa Trời ban ơn của chúng ta. Cái cảm tạ rất là cần thiết đối với đời sống, nhất là đời sống những người tin Chúa. Bởi vì sao quý vị? Thường ta nói là ăn của trời, uống của trời, quên trời. Nhất là cái những hơi thở của chúng ta cũng phải biết cảm tạ ơn Chúa của quý vị. Nếu mà một số người tưởng là cái hơi thở này, thôi cứ thở mà chúng ta không biết cái việc là từ đâu. Nếu chúng ta ở bệnh viện, mình mua oxy, nếu một người bị hấp hối chẳng hạn thở oxy mà mua được oxy phải quý vị phải mất tiền đi chứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta được thở, tức là cái hơi thở này do Chúa ban cho, nhưng mà ít khi chúng ta biết đó là để còn cảm tạ ơn Chúa. Cho nên Chúa mới nói rằng tất cả hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài. Tức là Thi Thiên 103 câu 2. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có quên ơn những gì Chúa ban cho. Thì như câu đôi nhất tuần 9:05, tạ ơn Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xin kể. Chúa đã ban chúng ta kể cũng hết được, không biết mình nhà cửa ruộng vườn tất cả mưa nắng đều là của Chúa hết, ban cho của chúng ta. Và cái đi động sáng hơn, tôi thấy thì cái nhà hàng nào ấy gọi là đi quay đi thôi cà phê và cà phê là tốt, thậm chí hơn tất cả người nó chúng tôi tại chỗ nhưng mà nó quá u. Bây giờ những người mong được có chỗ trồng cà phê, sống cà phê tốt quá chứ. Thì lúc Chúa là ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể có cớ để cảm tạ ơn Chúa và Chúa ban cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa trong cuộc sống này tên là không phải là nhà riêng mà chúng ta sống và để ở, mà đây là nơi Chúa ngự với đức sự của Ngài. Vì Chúa nói rằng vì nơi nào có hai ba người nên chúng ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ mà chưa đoạn được người ta vào trong người để như thế nào qua một văn để làm gì, tức là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Giao la đến tắm, giao la đến thờ Jerusalem, Vinha hoặc là ở tại Babylon đất khách quê người, nhưng mà điều Chúa muốn trước hết và đầu tiên đó là xây cất và nơi ở thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rằng trong suốt đoạn 25 câu 8, họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Suốt đoạn 25 câu 8 vì thấy đền tạm thôi, nó đơn giản thôi, nhưng phải lo trước, phải ưu tiên trước. Như ở kia đoạn 1 thì vì thấy sau khi họ hồi hương, nhưng mà họ không lo trước và không nghĩ trước của vị Chúa. Họ có thể lo cái vách tường của chúng ta, nhưng mà tôi với nhà Chúa chỉ quan phu thôi, Chúa cũng ban phước rồi, làm ăn như thế nào, như túi lũng như thế nào, Chúa sẽ thổi bay đi. Điều đó ta tạ ơn Chúa vô cùng. Ở đây Chúa
rất thân phục vào anh em người mong của chúng ta đây. Mặc dù rất là khó khăn từ miền Bắc xuống miền phía Nam, nhưng do vậy mặc dù khó khăn nhưng mà tôi thấy ngay cả anh em ở đây, một số nơi tôi đi rồi trong tỉnh Đắk Nông này, thì đầu tiên đặt trước cho điều nhóm. Do là nơi đó chưa có phải là chính quyền công nhận về mặt pháp lý, nhưng anh em đã biết trước rồi cái gì nữa, và cất cổ trước trong những năm khó khăn. Tôi nói chuyện với một sư hội trưởng cách đây khoảng 2 ngày, anh em người mong nó tốt lắm sư ơi. Tôi đã đi, ôi tôi thấy như vậy sư ơi, có bạn giáo nói thẳng với tôi luôn, mục sư ơi tại sao ở tại Đắk Nông của mình, ở đâu đó ở tại Đắk Nông mà nói là nhận nguyện mà sao nó dài quá, rộng quá, mà dài bao nhiêu đó này, dài 14 mét, dài 40 mét. Bố tôi chưa thấy đâu, toàn là cái gỗ, biết gỗ đó lấy ở đâu mục sư ơi. Họ nói cái gỗ đó chắc còn lấy đâu phải lấy bây giờ đâu, trời ơi chắc có cái cất trong thời gian lâu mà bây giờ họ mới xây. Thật mùi xưa xây to quá đi, to to chứ, nhưng mà cái đó họ nhu cầu mà anh được giáo tình. Rồi ta ra mùi xưa bộ trưởng nói rằng anh em mình mong cũng rất là tốt, họ yêu mến Chúa, tức là ưu tiên cho Chúa trước, cất nhà Chúa trước, mặc dù chúng ta nghèo chân đời để mà làm nhà, tức là thờ phượng của Chúa Trời. Cho tôi là thì tôi chưa có ăn, chưa mặc, chưa có đồ, chưa có nhà, có cửa, sao tôi lên Chúa được? Một người có thờ phượng, một người có sự tin tín, họ nghĩ rằng để Chúa ban phước cho một thánh và cho gia đình mình, để được Chúa ngự, để dẫn dắt đến sự trước hết là phải cho Chúa trước, cho Chúa trước đã, mà chưa được sớm con ban. Cho thế là thì yên nước Chúa Trời sẽ công bình một ngày và tất cả Chúa sẽ thêm lên. Bây giờ nếu có lúc chúng ta đã tôi kiếm tiền nhưng kiếm làm thế này, nay đã thì có cục chữ chăn đầu. Chúng ta Chúa số 1, mình thì là số 0 thôi. Cho nên chúng ta phải ưu tiên cho Chúa trước, rồi Chúa sẽ ban phước. Bởi vì nơi nào có Chúa ngự, có Chúa trực giác, nơi đó có phước. Do nó trong đồng vắng, nhưng mà họ xây hết được nhà của Chúa Trời của Đền Thánh thôi, rất đơn giản. Vì Chúa đã ngự với họ, ban ngày bằng trụ mây, ban đêm thì bằng trụ lửa, và có thể họ có thể Chúa có thể dẫn dắt họ trong suốt trong 40 năm. À, có người thì cầu nguyện, có người thì dâng hoặc tiền bạc, hoặc là những gì chúng ta có công có sức để làm khi ngôi nhà này, nhà mới này để chúng ta được trụ trời. Mời quý vị mà ở ngoài họ có thể định giá, thay bằng đi chất liệu hoặc đi vật chất hoặc là tiền thì, nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta thì những con cái Chúa ở đây xung họp với nhau và điền thi nói rằng ở thành nơi chung đây là chúng ta khác biệt hiểu ở ngoài và như chúng ta theo hàng có điều rất quan trọng vô cùng. Trong sự kiến gì đoàn về bài câu 6 rằng vì bây giờ ta chọn và kiến cho cái này hầu cho dân ta được đó mọi lần mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn trong sự ý nhìn và người phải đau sao và giúp đến Chúa và nơi đây có thể tuyển sinh ra để chúng ta có thể thi hành các mục vụ các thánh lễ trong một khi ngôi nhà này. Cho nên ở đây là Chúa chọn rồi Chúa biệt riêng rồi ra thánh rồi Chúa đặt danh của Ngài tại đây hầu cho danh Chúa ngự đó đời đời và mắt Chúa và lòng Chúa ở đó luôn luôn. Không có điều gì mà vui vẻ, không có điều gì mà phước hạnh hơn đó là Chúa ở cùng dân sự của Ngài. Đó là chúng ta cảm nhận về Chúa vô cùng. Do đền thờ của Solomon xây đất vi nga lộng lẫy vẫn không đủ cho chỗ Ngài, huống chi ngôi nhà bé nhỏ này, nhưng Chúa vui lòng được. Vì Chúa nói rằng trong cái sai đoạn song sắc câu 1, tức là Đức Giê-hô-va phán rằng trời là ngai ta, đất là bề chân ta, các ngươi sẽ xây nhà thế nào cho ta, các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta, không đủ chứa được. Vì sao? Bởi vì trời là ngai ta, tức là đất là bề chân ta.
Nhưng mà dù vậy, ở đây mặc dù nhỏ, nhưng mà Chúa bằng lòng, vui lòng được trong danh sự của Ngài. Khoa ơ, thì con này cho tôi đấy. À, nếu có sự phân hoan của tôi là tôi, cái nhà này tôi có thể là không phải đâu. Ôi, nhưng nhiều lắm so với anh em này. Nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta sẽ tất cả trên đề của Chúa Giêsu là thì thưa quý vị, chúng ta phải chắc rằng nếu Đức Giê-hô-va không chấp nhận thì những thợ xây tất là đủ tâm, nhưng mà Đức Giê-hô-va không coi chỉ thành thì người cần đức cần đủ tâm. Tức là nếu có việc chúng ta và không Chúa hay có thì có việc chúng ta có thể làm được. Mưu sự đại nhân thành sự đại thiện. Khi chúng ta đang làm Chúa vô cùng, những công việc chúng ta làm được Chúa làm thành. Có con người đó là tôi học thức từ này từ kia thành công này có thể khoe khoang à, thì con người đó mà đã làm sự nghĩ à, vì có quyết định. Nhưng mà người đến không làm sự nghĩ, chúng ta phải có kết nhau tề chỉ và cùng làm việc việc nhau, cho nên sẽ làm được một cái ngôi nhà này và trong hội thánh của Chúa nữa. Như trong số đoạn 29 chép rằng dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là người ngoài, mà chúng phải cũng là người ở trọ nữa, nhưng là chúng ta phải là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Mình có trách nhiệm nữa vì là thuộc về nước Việt Nam, công dân Việt Nam. Chúng ta cũng phải theo luật, chúng ta cũng phải là thực hiện phải tốt nữa. Chẳng hạn như quân sự và làm gì đó cũng phải tuân thủ. Nếu không, ta nói gì đó là không có làm việc hoặc là trái lệnh. Cho nên chúng ta công dân của Đức Chúa Trời cũng vậy. Chúng ta phải chỉ đi thờ phượng hoặc là đi rồi về. Về xong đến ngày chủ nhật các sách về như vậy. Nếu mà theo Chúa như vậy dễ quá, không có gì. Mục đích nhà của Chúa tức là chính ở đây là gì? Dù là đây là nhà mới hoặc là vừa, nhưng mà ở vị trí của Chúa, đây là nơi thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời và ngồi thi hành các giáo lễ. Vậy thấy, cho nên khi chúng ta bước vào nhà người hoặc là nhà mới này, chúng ta phải ý thức cẩn thận đây là nơi thánh vì đã vị trí và chúng ta sẽ cầu nguyện dâng đi ngôi nhà này. Nên chúng ta phải cẩn thận vì chúng ta đến đây là chúng ta thờ phượng. Vì tôi đến đây, vì nhà này là vị trí khác, vì đây là tôn thờ Đức Chúa Trời, ra mắt Đức Chúa Trời, cho nên phải có ý thức rằng phải cẩn thận từ tấm lòng, từ lời nói, từ ánh mặt. Và các bạn Chúa là buổi sáng nay tôi thấy thì ăn mặc mấy chị em phụ nữ giống như thời trang cũng rất là đẹp. Tức là có người họ đi mặc cái nhóm mặc cái áo gì vậy? Sửa soạn và chúng ta ra mắt Đức Trời. Nếu một vị lãnh đạo đứng trước mặt mình mặc quần áo mặc sọc sạch rồi đi đứng nói năng và không có kính trọng họ theo ý rằng người này không kính trọng tôi thì có thể họ cũng thể nghe những gì mà như những người họ học sinh nói có gì biết đền thờ thì chắc chắn nhưng mà đền thờ tâm linh không luôn rất là ai còn sống. Như vậy, nó cũng quan trọng. Đi đâu và làm gì phải bày tỏ chúng ta làm người cơ đốc. Nó là đấy mới là người con thờ Chúa. Có thể chúng ta tập hợp Chúa, còn đó là cái mục đích chúng ta để xây cất nhà của Chúa. Tức là chúng tôn thờ của Chúa Trời và không sử dụng về công việc vật chính. Và thứ ba, thái độ chúng ta với nhà Chúa chủ đề tức là vui mừng với nhà Chúa, vui đến nhà Chúa. Thái độ với nhà Chúa là như thế nào quý vị? Trong Thi Thiên 122 câu 1 chúng ta đọc: tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Chúa Trời.
Chúa giúp chúng ta đến đây là nhà Chúa, nhà Đức Chúa Quan, hoặc là người ta gọi là nhà mới, nhưng đây gọi là nhà Chúa, nhà Đức Chúa Quan. Để thờ phượng Chúa Trời mà tôi đến, bằng cách vui vẻ, bằng cái bài hát của sư Phạm Văn Tính cũng sáng tác của hai đấy. Tại cái phần thứ bốn sư này, ta phải vui vẻ đến nhà Ngài, không phải có tâm trạng nó sao tôi làm giờ không đủ ban ngày, tranh thủ ban đêm, rồi không đủ ban đêm cái gì quý vị? Thêm ngày chủ, chủ nhật sau một chủ nhật ngày sau mà sớm quá đi, nhớ nặng nề mệt mỏi, không chúng ta phải ra mắt Chúa, thờ Ngài bằng tâm lòng nét mặt vui vẻ và vui mừng để chúng ta gặp mặt Chúa, đó là chúng ta càng gặp ơn của Chúa. Bởi vì sao? Để chúng ta vui lòng công, để chúng ta đến thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa Trời, cùng nhau có niềm tin, có Chúa hiện diện giúp đỡ để đời sống tâm linh được tăng trưởng, duy trì trong sự tin kính yêu mến Ngài. Chúng ta đến thờ phượng để mang hình, có phải chúng ta đến thờ phượng Chúa có mang hình thức hay không? Mời con lên chắc là chớ có sự nhớ lại như mấy kẻ quên lòng, nhưng phải quên lại nhau về ai thấy lễ hầu mình như nào thì càng phải làm như vậy. Chỉ thấy cái đơn là người cầu mình làm. Có một hiệu sư đấy thăm tín đồ, tín đồ này rất là yếu, con muốn cái nhà thờ. Thì con nói thì hiệu sư này đến thăm, thì có tại nhà của tín đồ này có một cái lò, thì lò lửa có than. Hiệu sư này không nói chuyện gì, không có thấy gấp lại cái lò than, cái than đang nóng, gấp một lần rồi bỏ gì đó. Tín đồ này sao hiệu sư lại đến thăm tôi mà không nói gì hết, chỉ gấp than thôi, rồi đọc gấp lần thứ hai, rồi gấp lần thứ ba đúng không? Rồi sau đó cái đoạn giờ thưa mục sư, con biết là vì số trong mấy thời gian qua tôi không bỏ nhóm, không biết nhà Chúa, không thờ phượng Ngài. Nếu con thờ phượng với Chúa, con vui vẻ đến nhà Ngài thì lâu lâu là có thể là giờ đến đức tin con sẽ được dần và con sẽ quyết rồi tới con sẽ đi. Đi thờ phượng Chúa, làm chưa? Đó điều đó là nhà là biết đấy, chúng ta để chúng ta vì sao thì vui vẻ với nhà Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa Trời, để chúng ta nghe lời của Ngài và để chúng ta có thể giữ được cái đức tin của chúng ta, cái niềm tin của chúng ta cho đến cuối cùng. Mà nếu mà tôi đến nhà Chúa, tôi luôn giờ tôi ở nhà được, Chúa nói là đâu Chúa ở, bây giờ tôi ở đây cũng được, có khoảng thời gian để chúng ta nghe lời Chúa. Để chúng ta có cái niềm tin của chúng ta nữa, để tăng trưởng trong sự hiểu biết của Chúa, để củng cố đức tin của chúng ta, để tôn kính với nhà, để chúng ta thờ phượng Chúa Trời, để Chúa nghe và nhận lời cho ban phước mọi con dân Chúa từ đây, và chúng ta nữa là có sự phước hạnh thỏa lòng là cho những người có tâm lòng khao khát đến gần Chúa và thờ phượng Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Thánh Thần. Con thánh cùng quý khách mời chúng ta được nghe lời của Chúa được rao ra qua lời của Chúa Mục sư Dêm, ủy viên tổng giám mục tập làm buổi. Xin phép thần sư cho tôi được tóm tắt lại những ý chính bằng tiếng mẹ cho con những tín đồ hiểu điều. Theo bản chương trình và chương tư cũng trọng của sư Dêm tổng giám mục tập làm vai trò bên lại hệt do dầu xiêm mà họ tổ chức lúc chế thì thấy có họ tổ chức lúc chế cho lúc rong đi kè là kẻ liệt đất sĩ ấm tổ chức lúc chế rằng bí mua là chế để chế mua có thể dạy chắc nhắc họ là thì thấy mua tổ chức lúc chế rằng hai thần tổ chức là nó họ tổ chức chạy trên mua họ và tổ chức lúc chống quân trao họ là mua tổ chức lúc chế mua rong bê nhỏ họ tổ chức lúc chế chứ chỉ nên chỉ chỉ đáo chỉ đồng chỉ đó chỉ là cái gì đó là biết tìm về biết muốn về như thế nào thì chỉ hiện nhau hậu thì chỉ đốt xe nhau thì chỉ sai thì cũng chỉ là lúc đó bên cha chỉ chúa nhau cái lúc mà chỉ là nó bên cha phong hay là cái lúc chỉ nó sẽ những vấn đề về nó nhưng do mua thì chỉ chỉ là thì chỉ nhau nó chỉ chuyển trên mỗi nó thì tôi trong quân trang chuyển của nó thì to thì chỉ chuyển trên một vấn đề của nó.
và ý nghĩa đến cộng đồng. Họ lúc học kia mua một chữ bức chế bắt chữ cũng chế gì mua lúc chế to cũng mua lúc chế mê hạ bắt chữ không được sống bắt chữ cũng cả chế gì mua lúc chế trong một chữ đại hòa chia là bê hạ một chữ nè lúc một chữ chế chia là bê hạ một chữ chia chia là phê chia chia là cô sĩ chế sĩ chê có đó nó chỉ chia là bê hạ một chữ chia là ô tê kỳ tinh chai kỳ tinh tinh gà kỳ phí mi nhùa kỳ chai bản thua kỳ chai ít do kỳ chai đất trì của kỳ chai nào cũng chứng chủ mà bây giờ ổn tích kỳ chai nhá không nọ bây giờ kỳ chai họ dũng bộ họ lúc chế đoàn là cũng chứng chế cũng chứng tìm chết một sai lầm của kỳ chai họ mà kia cũng chứng chế chỉ là xí một ý nhà đất trì kỳ chai sách đó nhá đi vào cái hà thế là nó là thiết của nên nhà là phể này phể thì nếu muốn chế cộng đồng phể chỉ là cộng phể không nó là chỉ là cái lúc nó phể lúc nào nó bê hàng cái chữ chỉ là phể chỉ là hàng là sau ít những cái chữ ra đó sau tôi phải lo hàng một món tiền đấy đó là chữ chỉ là một cái đó phát triển bê ở dưới thì là bê để hiện chỉ nhà mấy cua thầu bê một hộp chữ chế từ xứ tàu hàng rõ nhỉ gọi là cái chữ giống xe là một hộp chữ chế trong xe là dài thì còn một hộp chữ chế mà chúng tôi chưa luận gì không có lời chủ trong xe chỉ sao một nhận trả một phải cho áo cứ chỉ mua thật là giống xe thì ở đây cái gì đó giống xe không thể dùng một hộp chữ chế thì mới chủ báo giống xe tôi không nói chuyện tôi mua xe cái gì giống xe tiếp mua lúc xe cũng xe xe một nhau một chữ chế ý là đi họ có một bài chuyện trong gì chọc lâu thì á là hẳn là một xe chống một nhau เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเอาไปรู้ที่เสร็จแล้วลงก็หมดแต่ว่าเด็กได้ก็เรียกว่าผู้ชายเขาแก่เนี่ยเขาไม่ใช่เกี้ยนเราเขาถึงตัวเป็นชุดเจ๊ต่อตัวนี้เป็นชุดจ้างคนโง่กินยันแปดตัวเนี่ยที่เรียนอยู่ชุดเจ๊เช่นอ่ะแต่เกี้ยนแต่ตัวเขาเป็นตัวจีเราต่อไปเราเป็นตัวเขาเพี้ยนได้อ่ะอยู่ช่วงนี้นะแต่ตอนชื่อฟองเขาเป็นเจ้าชายแต่ตรงนั้นเป็นเจ้าชายเป็นป้อเป็นยายเป็นชุดเจ๊ได้เป็นชุดจ้างคนโง่กินยันแปดตัวเนี่
chúng sinh thành nó. Thế to thì chúng sinh đúng không? Không đủ do đủ không? Thế nhảy được chúa nhắc họ. Thế to thì tập hết một bóng chỉ nhằm với ôi nhà. Nhắc họ thì một phần sợ thể lập cái lập. Và chúng tổng mong cho bây giờ chúng chúa. Bây giờ vừa chuyên sách công cầu sẽ đẩy thật. Và chúng ta đường của chúng chồng. Chỉ là nó biết là các bạn chứ. Bác có bạn sẽ tập đường kể đầu với lúc xưa. Các cháu sẽ dân bó và ta và chứ trong lúc xưa nó. Thế là thấy chúng ta đứng lên. Khi mà thầy truyền đạo đã báo đến đây để cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài để muốn được chúng ta nhận được sự hiện diện riêng cho mình. Khi mà thầy vâng, chúng tôi đến lúc kỳ giờ đi lên sĩ đồng thời phụ phòng kỷ lũ bị ban chú. Để lúc sáng ta cho một cái cầu cho các sự kỷ lũ tự hợp phụ đồ bê hai mong cầu lực giải và sự công mong cho là cùng Chúa Giê-xu kỳ ta và các tàu tôn thanh kinh cho chúng ta. Bây giờ cao cho tôi đã kết sân dấu lo, cả khi tôi được chúng ta lúc đeo thẳng cao, nằm cao dấu lũ cho lực giải kỳ cao sáng lũ, để em hãy sư sinh để kỷ lũ ban chân của các cộng giải của chúng ta cũng mong cho là kỷ lũ này. Và cao cho tôi cao cho ở chỗ tốt khi chả sư khứ, số lên số tù hay chả khớp cho, số lúc ban chân, chả bản chân nhắc cho số khá dụ chờ là hạ vũ ban chân để nỗ lực tôi nhau kỳ để có lúc xung đàn, tổng hóa cao dấu lũ cho lực giải kỳ nào. Ê bà con chứ biết ông nó hơn cho các chú đô tại các chú túc khi về sư phư như đời duyên tổ môn phái cho một chút là giờ ý thật khó chú xe để dùng cho cái lũ này để chữ nhỏ bây giờ bàn trên tờ nấu cho chúng tôi khả hay là chúng tôi chọn lỡ lấy cho chúng ta chú đô khả chữ của mình và biết bà tôi với chú đô cho mình nhiều hôm khác bà tôi lúc này còn sáng một lời tỏ tế để bà tôi cho chúng tôi đời họ có bán cho cái lũ bàn trên tờ nấu một chút bị chọn để tâm còn nó có sự luôn nào là thao kiểu bí tôi với nhau trong hôn ta luôn tổ chế người tiền và tầm và bí đông văn chân là nó một kỷ của dòng sân một kỷ càng xa nhau trong hôn nó được bèo và tầm lúc kể nó có sự luôn hai chú bao trì giờ luôn nó có sự luôn sẽ có sự luôn giống khá đi chăng và bí thân là dẫn dạy của luôn này cũng ban chú cần thể sang mà thì để họ cho bí đông văn chú thao lên là thao văn chú cần chú đi nhau trong thể
chồng thì là thầy ăn trông trẻ ở đôi bàn mình nhỏ của chúng ta thì mong cả trên tay của chúng ta thì chúng ta số lên chỗ đủ cả bộ bàn trên nhỏ thọ biết được thật sợ có cả cho cái cho bộ bàn trên đó hồi sự tiết cho thì ta chỗ của chúng cho dùng dù của nó là tôi có bộ bàn trên thì sợ là họ trong sớ là có thì tây sợ là tây của họ cả bộ bàn trên của tổ chế thank you.
Chúng ta mời Thầy chúng ta đồng lên với sự cầu nguyện dâng
ngôi là đấng tạo hóa quyền năng, đầy lòng thương xót, dù cả bầu trời bao la không gian lòng lọc vẫn không thể chứa được Ngài. Phương trình ngôi nhà nhỏ bé này chúng con xây dựng nên và dâng cho Ngài. Chúng con tin rằng Ngài sẽ nhận lấy và vui ngự vào nơi này, biến nó thành nơi thánh cho danh Ngài. Chúa ơi, dầu nơi này chúng con sẽ hợp đồng trong 3 năm, nhưng mà nơi này đã bị Thiên Chúa Chúa, chính Chúa ban phước và ngự trị cho con dân Chúa của Ngài tại đây. Chúa ơi, nếu bất kỳ ai đến đây cầu nguyện trong nhà này, xin Ngài hãy lắng nghe. Và nếu ai cầu tay học sao dẫn của Chúa, xin Ngài ban phước cho họ. Chúa ơi, nếu ai vào nhà thờ phượng Ngài, thì xin Ngài hãy ngự chữa họ. Và nếu ai hướng về nhà này mà cầu xin bất kỳ điều gì, xin Ngài hãy ban lòng và quái thương các con trẻ được lên dinh trong nhà này. Và xin quái thương những tân tín hữu chỉ bắt tên nơi này là Chúa, xin Ngài ban phước lành trên những gia đình mới kết hôn tại nhà tại này. Là Chúa nguyện mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này và ban phước cho. Chúa ơi, xin Ngài ban phước dẫn dắt của Thánh Chúa cùng những ban chấp sự ở đây đủ sự khôn ngoan, thông sáng và ơn linh năng nhân quyền để dẫn dắt hội thánh của Chúa tại đây. Và xin Chúa ngự trị và dẫn dắt chân sự của Chúa tại đây tiếp cận nhu cầu cần dùng. Một lần nữa chúng con kính dâng nhà mới này, nhà nguyện này lên ba ngôi của Chúa Trời, như tất cả chấp sự hội thánh trong tay quyền năng của Chúa thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin hội thánh chúng ta cảm ơn Chúa, hội thánh cũng như quý vị khách mời đã nhiệt lòng cầu nguyện căn nhà này cho Chúa. Mong rằng quý vị cũng nhớ đến hội thánh ở đây và luôn cầu nguyện cho hội thánh ở đây ổn định, tiếp tục phát triển, làm vinh hiển cho Chúa càng thêm. Thì giờ này ban hát thanh niên của hội thánh sẽ được dâng lên cho Chúa bài thánh ca. Thái chào đến ba cũng chẳng lùa sao đọc bình đo vô vọng sát tài bác chữ cho cũng xin hợp lần tàu thái chào. Thank you.
và lòng với ban tháp thanh niên của thánh đức của thiên chúa và chúng ta đặc biệt xin chúa ban phước cho mọi người thì giờ này dành phút để có lời chúc mừng việc tiểu đó có nơi sinh hoạt mới đại diện cho giáo hội mục sư mục vụ và ban đại diện sẽ có lời chúc mừng. Xin kính mời đại diện cho tiểu đó ông và ban giám đốc để nhận quà chúc mừng nhà giáo và sau đây kính mời mục sư mục vụ đại cho phật hội nhân ngày mừng ngày sinh hoạt mới của thánh Đa Cán thì phật giáo hội có nhiều hơn công một con quan nhỏ chúc mừng thánh chúa ban ơn và thêm sức và ban phước cho thánh chúa Đa Cán này và thành thần cảm ơn. Hôm nay chúng ta được dự buổi lễ điểm nhóm có một ngôi nhà mới được sinh hoạt. Tôi thay cho ban đại diện thân thân đông như các cô chú và thay cho hội thánh trọng nhân dịp này có lời chúc mừng đối với hội thánh của Chúa và thầy xin Chúa cùng hãy con thánh của Chúa vâng, xin cảm ơn Chúa. Xin quý vị lãnh đạo giáo hội nhớ thêm lời cầu nguyện cho Thánh Chúa. Thánh Chúa tiếp tục khi đã phát triển dân quý vị hiện tại đây. Bánh tráng lên đây để được tạm cảm ơn Chúa. Thời gian tôi kéo dài là chúc mừng quý vị trong cả nhà tổ chức hôm nay. Trân trọng kính chào quý vị sư lãnh đạo trong cả nhà giáo hội, quý vị sư lãnh đạo trong cả nhà giáo hội, trong đoàn thể hết cả tôi nhớ con thánh chúa cùng với các lãnh đạo chương trình của xã Hồ. Hai tôi thì ông bà mẹ của bà ban tổ chức chương trình này. Trước hết chúng tôi xin lời tạ ơn ba cái đức chúa trời đã làm những việc lớn lao này và nhờ sự cầu thay cho hội thánh chúng tôi trong suốt 20 năm trở về trong công tác xây dựng và gây dựng hội thánh. Hôm nay chúng tôi chuyển đến nhà mới này để có ông bà mắc cỡ để mình là nơi sinh hoạt và tập truyền Chúa tại đây. Xin trân trọng kính cảm ơn mục sư cùng đi tổ chức hội mục vụ khi mình thể tác năng chủ lễ và có lời Chúa kết định cho quý vương con Chúa và đặc biệt cho hội thánh chúng tôi trong buổi sáng nay. Kính cảm ơn quý vị mục sư trong ban đại diện, quý vị mục sư nhận chức truyền đạo chấp sự cùng hết thảy con em Chúa, quý vị quan khách, quý vị ân nhân đã không ngại đường xa xa xôi để đến tham dự chương trình lễ trong buổi sáng nay. Cho dù công việc của quý vị cũng như công việc nhà, công việc của Chúa rất là bận rộn, nhưng quý vị đã xin thời gian bằng mặt quý báu để đến tham dự lễ cảm tạ nhà mới của nhóm chúng tôi ở nơi đây. Và quý vị cũng có những lời cầu nguyện cho hội thánh chúng tôi trong buổi sáng nay. Kính cảm ơn quý vị đại diện các cấp chính quyền của tỉnh cho đến xã thôn đã tạo điều kiện cho những nhóm chúng tôi trong việc sinh hoạt tôn giáo cũng như về việc tổ chức tuyên truyền giới cả mặt nhà mới trong buổi sáng nay. Kính cảm ơn quý vị đại diện các cấp gần xa đến tham dự. Quý vị cũng có những người tổ chức tốt đẹp bày tỏ sự quan tâm kính gửi cho tôi nhân Chúa ở tại điểm nhóm tin lành Đà Á và quý vị mong nhớ đến điểm nhóm chúng tôi trong sự cầu nguyện dân kính và đại chúng cho những chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Kính cả ơn đến ban tiếp tân, ban tài chính, ban âm nhạc, ban hát, bảo vệ, giữ xe, ban quay phim, ban ẩm thực
quý vị đã có việc cầu nguyện Chúa trong buổi sáng nay, cầu xin Chúa ban phước chia sẻ cho tất cả quý vị. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thật sự không thể chu đáo tất cả chương trình tiết mục trong buổi lễ do kiến thức cũng như trình độ của ban tổ chức chúng tôi còn rất hạn chế, cho nên không thể giảm sự sơ sót và thiếu sót. Kính mong quý vị trong tình yêu của Chúa tha thứ và bỏ qua cho ban tổ chức chúng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi để công việc Chúa ở tại đây được làm ban, danh Chúa được vinh hiển, tin lành được truyền ra, nhiều người được cứu. Kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị mang đến sự vui mừng lớn lao cho chúng tôi, và thế nên tôi không thể bù đắp lòng công sức công lao của quý vị. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị dồi dào sức khỏe để đón quý vị sau thì giờ tắt lễ. Xin những mừng tất cả quý vị dành chút thời gian để tham dự bữa tiệc thông công chung vui của chúng tôi. Xin đừng bỏ tay ra để cho chồng cảm ơn và ý trải. Xin trân trọng những mọi người sơ lương của những phẩm ủng hộ của chúng tôi đã quên cho chúng tôi nhận được tại đây. Xin trân trọng những mọi người sơ lương của chỉ ba người dân trên đường chúng tôi. Xin trân trọng kính mời một sư và ban kính một sư đi trả. À, rất tiếc anh là sư kế một sư trả ra công việc Chúa nên không được đến đây. À, một sư nhận thức hầu văn lò. Xin trân trọng kính mời một sư đi ra. À, rất tiếc dựng nên trời đất muôn vật trong đó có loài người chúng con
và yêu thương chúng con vô hạn. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài là Chúa Trời có tình yêu. Cho nên khi loài người chúng con phạm tội thì Ngài đã không bỏ rơi, không tiêu diệt đi, nhưng Ngài đã có phương cách để cho loài người được trở lại làm con cái của Chúa Trời. Ngợi khen Chúa Ngài đã lựa chọn Abraham rồi cho dòng dõi của ông trở nên dân kỷ của Ngài. Và bởi nhất đó, Ngài đã cho họ có cơ hội thiết lập những nơi thờ phượng Chúa. Khi thì ở tại Đền Tạm, khi thì tại Đền Thờ Jerusalem và Hà Nội. Chúng con cảm ơn Chúa sự tình yêu cao cả đời đời của Ngài. Có những chỉ dành cho dân Do Thái mà Ngài còn dành cho tất cả mọi dân tộc. Khi con yêu dấu của Ngài, Giê-xu đã dành thời gian để cứu chúng con. Cảm ơn Chúa vì hòa trong niềm vui chung của toàn thể thế giới đang ở trong mùa Giáng sinh phước hạnh 2019. Thì hồi thánh Chúa tại đất Á có sự vui mừng thì Ngài đã cho xây dựng đền thánh lễ cảm tạ mừng việc Chúa đã cho hội thánh có nơi sinh hoạt mới này. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thiết lập hội thánh của Ngài trên đất bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh, và cũng chính bởi quyền năng đó Ngài đã thiết lập hội thánh Chúa tại đất Á này. Chúa đã gìn giữ ban phước cho hội thánh Chúa có được sự phát triển. Chỉ mới năm trước đây thôi, khi chúng con đến đây thăm, thấy em chúng con còn ở trong ngôi nhà liệu nhỏ hẹp, cũ kỹ xuống cấp. Và ngay trên mảnh đất này chỉ là một bãi đất trống với một vài cây gỗ. Thì cảm ơn Chúa Ngài đã dùng giá làm anh em chúng con chỉ trong vòng một năm mà Chúa đã ban cho có đủ điều kiện để xây dựng nên cơ sở này. Đồng thời các cấp chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện để hội thánh được chuyển dần đến đây để sinh hoạt thuận tiện hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vô cùng vì Chúa là chủ của hội thánh. Ngài có quyền trên hội thánh, Chúa cũng có quyền trên những thế lực liên quan đến hội thánh. Và chúng con tin rằng chính quyền Ngài đang đặt để trên đất nước Việt Nam chúng con ở trên địa phương này là có lý do để đặc biệt về theo sự cùng của Chúa tại nơi này. Để Chúa Ngài ban phước lại cho các cấp chính quyền để họ đã tạo mọi điều kiện cho sự thành đạt cho con dân Chúa nơi đây. Xin Chúa tiếp tục ban phước để họ cho hội thánh Chúa nơi này mỗi ngày một đứng vững và tiếp tục sinh hoạt ngày càng ổn định. Và điều chúng con ước mong, hội thánh không phải chỉ là những nhóm mà rồi cũng sớm được công nhận là chi hội để rồi sự sinh hoạt hội thánh những ngày tới ổn định hơn. Chúng con thấy hội thánh còn cần có tư thấp, có cơ đốc giáo dục, có những trang thiết bị cần thêm. Chúng con cũng thấy cũng rất cần có tôi tới Chúa về đây quản nhiệm để lo cho công việc nhà này chúng ta rồi. Do vậy với thời hiện tại, sự có ngày ban phước trên sự nghiệp nhóm, ban phước trên người đặc cách, ban phước trên cấp sự để ai nấy biết gắn bó với nhau đầy ơn để phục sự này. Chúa ơi, xin Ngài ban cho anh em chúng con không phải có được ngôi đền thánh Chúa này là đủ, mà điều quan trọng là mỗi người chúng con khi đến đây phải có sự vui mừng trong nhà của Chúa, được ban cho gìn giữ ngôi đền thánh Chúa để được sự bình an, và ai nấy đến đền thánh Chúa ở trong sự vui mừng. Nếu có những sự buồn bã nào trong đời sống, đến đền thánh Chúa dâng trình cho Ngài tất cả những sự âu lo buồn bã cho chúng ta biết để cứ sống vui mừng trong Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng con vui mừng trong Chúa thì vui lễ diễn ra khen phước thánh. Xin Chúa tiếp tục xuống phước cho thánh Chúa nơi đây trong thánh ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng tôi cùng cùng sẽ chúc phước. Chúng ta được biết một bài thơ chung kết phá và mình nhìn xuống tên lục kia đến cổ xuyên. Vế lên sĩ của nhóm sổ của một chiến tranh, hóa cả sạch đạo từ cả nước này. Đó là bảo kẻ anh hùng xuyên, và các bé bay ở phía bờ vào cả nước xuyên nhỉ.
Yeah.